Quá tuyệt vời.
Cảm ơn các bạn đã giúp cho chương trình Bộ Ba Siêu Đẳng tuần này có thêm nhiều sự hấp dẫn. Hấp dẫn về âm thanh, về ánh sáng và đặc biệt hơn là cái kỹ thuật biểu diễn ảo giác và bẻ người của các bạn nữa. Thanh Duy thấy là trong tiết mục của các bạn sử dụng rất là nhiều những cái đạo cụ khác nhau. Cái này gọi là cái gì ạ? Bộ môn đầu tiên mà tụi em ra biểu diễn đó là cái phở lo phin. Phở phin gọi là phở phin. Nó là một cái cảm hứng lấy từ vảy cá. Xong rồi biến chuyển nó thành một cái bộ môn ảo giác. Và tiếp theo là bộ môn vòng số 8. Đây là ảo giác vô cực và duy nhất ở Việt Nam mình có bộ môn này. Các bạn rất là dẫn dắt người xem bằng cách là các bạn kết hợp những cái đạo cụ này, ánh sáng và cả âm nhạc nữa. Và hy vọng là các bạn sẽ giữ cái đam mê này mãi mãi nha. Cảm ơn em. Cảm ơn.